chuyên mục series các món chay do chị Hà sẽ cùng chúng ta vào bếp. Hôm nay đó là món chả giò bắp và món gà xé phay được làm từ nấm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video gần nhất nhé. Xin chào các bạn, hôm nay bếp nhà tôm muốn giới thiệu đến các bạn một món ăn được chế biến từ nấm. Và món ăn hôm nay chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu là nấm sò tím. Nấm sò nó có hai loại các bạn nhé, nó có một loại nấm sò trắng và nấm sò tím. Thì cái nấm sò tím ấy, thì chúng ta dùng nó sẽ thơm ngon hơn là nấm sò trắng. Và để thực hiện món ăn này thì nguyên liệu của chúng ta gồm có nấm sò, cà rốt mình chỉ sử dụng một ít thôi bởi vì hôm nay nguyên liệu chính của nó là nấm, cho nên là cà rốt mình chỉ làm cho món ăn nó đẹp mắt một chút thôi. Và mình chuẩn bị một ít cà rốt bào, một chút sả, rau răm và hạt nêm từ rau củ. Mình hay sử dụng những cái hạt nêm mà mình chỉ mua cái hạt nêm từ rau củ này, sẽ rất là nhiều người, cái vị của nó sẽ rất là nhiều người ưa thích và sử dụng được. Và thêm một chút xíu đường và một chút xíu dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái món nấm này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sơ chế nấm này nhé. Đây, đối với nấm này các bạn xé nấm nhỏ ra. Đấy. Các bạn xé nhỏ ra. Cái nấm này nó rất dai, cũng không sợ bị nát đâu các bạn ạ. Và các bạn là xé nhỏ ra rồi, các bạn sẽ phải trần qua nước sôi. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi để mình trần nấm này. Cái nấm này thì nó là món trộn gỏi nên mình cẩn thận thì mình trần sơ nấm một chút để ăn cho nó đảm bảo các bạn nhé. Tại vì nó là món trộn gỏi chứ không phải món nấu. Và mình cũng chỉ trần sơ thôi. Đấy, nước sôi rồi, mình cho nấm vào. Mình cho chút cà rốt mà lúc nãy mình đã bào nhỏ rồi. Và chúng ta trần sơ lên rồi chúng ta bỏ ra luôn, không cần kỹ các bạn nhé. Đây, chúng ta bỏ ra rồi chúng ta vắt ráo. Nấm đã được chúng ta rửa lại và chúng ta vắt khô rồi. Thì chúng ta cho vào đây hạt nêm từ rau củ và một chút đường. Chúng ta trộn đều lên và để một lúc cho nấm thấm đều gia vị các bạn nhé. Món xin lỗi các bạn, rau răm. Cái rau răm thì các bạn là thái dối thôi, các bạn không cần thái nhuyễn quá. Cũng như mình đã nói là mỗi món ăn thì nó có một cái vị rau để nó làm lên hương vị của cái món ăn đó. Thì với cái món gỏi này thì chúng ta cho rau răm kết hợp vào rất là ngon và nó dậy lên đúng cái mùi vị của gà xé phay đấy các bạn ạ. Còn là sả thì chúng ta sẽ thái thật nhuyễn. Chúng ta chỉ cần dùng một chút sả thôi để chỉ tí chúng ta phi thơm lên. Chúng ta trộn đều lấm lên với cả cái phần sả phi này. Khi mà bằm nhuyễn tí nữa cái vị sả này nó sẽ quyện đều với cả nấm, nó sẽ làm nên cái hương vị rất là thơm ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bước cuối cùng
của món gỏi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị một cái chảo. Chúng ta bật bếp lên cho chảo nóng. Cho một chút dầu ăn vào, không cần nhiều dầu ăn đâu các bạn nhé. Bởi vì cái này mình chỉ cho vừa để chiên đủ cái xả để cho nó thơm thôi. Cũng không cần, cái món này không cần dùng nhiều đến dầu mỡ, ăn nó sẽ ngán, nó từng nấm mà. Xả của chúng ta đã thơm rồi. Chúng ta tắt bếp. Lúc này chảo còn nóng cho nên là cái xả nó sẽ vàng hơn thêm tí nữa, cho nên là chúng ta cũng không cần chiên kỹ quá, nó sẽ bị cháy xả các bạn nhé. Để các bạn để cho cái dầu và xả ở trên chảo đã nguội rồi thì chúng ta cho nấm vào. Chúng ta cho nấm vào, chúng ta trộn đều lên. Và lúc nãy chúng ta đã ướp nấm với những cái gia vị hạt nêm và chút xíu đường rồi, cho nên bây giờ chúng ta không cần phải bỏ thêm một chút gia vị nào nữa. Chúng ta vì cái chảo còn nóng cho nên là chúng ta trộn nấm vào nó sẽ nhanh thấm đều những cái gia vị hơn nữa. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cho đến rau răm. Nếu mà có bạn nào mà thích ăn cái vị hơi chua chua một chút thì chúng ta sẽ cho một chút chanh lên, cho một chút chanh vào, hương vị cũng sẽ rất là thơm ngon các bạn nhé. Món gà xé phay của chúng ta được chế biến từ nấm đã hoàn thành rồi. Và đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay, món gà xé phay được làm từ nấm. Thực đơn ăn chay ăn mặn, chúng ta càng ngày càng cải biến để cho hợp khẩu vị với từng cái nhu cầu của mỗi cá nhân. Thì bếp nhà tôm sẽ cố gắng sưu tầm các món ăn chay và có thể thay thế các món ăn mặn hàng ngày để cho các bạn nào quan tâm đến đồ chay sẽ được thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để xem những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.